Chào mừng anh chị đến chương trình video cai sen của Trần Đình Cửu. Thưa quý vị, vừa qua xảy ra cái chuyện của công ty Việt Á đã gây ra tổn thất lớn lớn cho xã hội. Nhưng các bạn hãy chú ý, hãy nhìn vào trong doanh nghiệp của mình. Đó chính là hoạt động mua hàng vẫn có thể bị như vậy. Do đó tôi kêu gọi các bạn cần phải cai sen tối hóa cái hệ thống quy trình mua hàng của các bạn. Như vậy ít nhất nhá, các bạn cần phải cải tiến ngay bây giờ này. Ba khía cạnh sau đây, các bạn nghe kỹ này. Khía cạnh thứ nhất là các bạn phải tách bạch bốn cái vai trò người đề nghị mua người mua người nhận hàng và kiểm tra và người thanh toán phải tách bạch nhau ra đừng để một người cực kỳ nguy hại các bạn còn nếu anh chị là chủ doanh nghiệp mà các chị ôm hết cả bốn vai trò đó thì tạm được nhưng tôi e rằng nó quá sức nó quá tải với anh chị làm cho hoạt động mua hàng không tốt do đó cần phải tách bạch anh chị nhớ nhé và luôn luôn kiểm tra xem có những người tham gia vào bốn vị trí đó là không được có lợi ích riêng tư với cái nhà cung cấp và đặc biệt đừng tạo ra một cái ekip nhóm lợi ích riêng cực kỳ nguy hại và yếu tố cải tiến khía cạnh thứ hai đó các bạn là các bạn cần phải viết ra cái quy trình mua hàng, nêu rõ ai làm, làm cái gì, làm như thế nào, làm chuyện đó mất bao lâu và kết quả chuẩn mực đầu ra là cái gì phải rõ ràng. Và cải tiến yếu tố khía cạnh thứ ba đó chính là anh chị áp dụng cái phương pháp ECRS Chữ E tiếng Anh có nghĩa là eliminate Nhìn vào quy trình mua hàng Loại bỏ ngay Loại bỏ ngay những cái bước công việc không tạo ra giá trị Còn nếu không loại bỏ được các bạn Áp dụng cái chữ C là combine Là tích hợp kết hợp một số các bước lại với nhau Cho nó tối ưu Còn nếu không được nữa thì các bạn tới chữ R Là rearrange Tức là sắp xếp lại thứ tự mua hàng Sao cho nó nhanh nhất và cuối cùng là anh chị áp dụng cái chữ SC, simplify tức là đơn giản hóa cái bước mua hàng, đơn giản hóa cái thủ tục mua hàng. Vậy các bạn ít nhất phải cải tiến ba cái khía cạnh đó các bạn nhé. Ngoài ra, các bạn còn có thể cải tiến rất nhiều để nâng tầm cái hệ thống mua hàng của bạn một cách rất là thực chiến và một cách rất chuyên nghiệp. Vậy thì các bạn muốn thế, tôi kêu gọi các bạn hãy tham gia cái chương trình giảm chi phí mua hàng và quản lý nhà cung cấp. Nội dung như sau các bạn. Thứ nhất, tối hóa hệ thống và quy trình mua hàng Thứ hai, xây dựng phòng mua hàng chuyên nghiệp và chuyên môn hóa, tức là chúng ta phát triển được đội ngũ nhân viên mua hàng đạo đức, trung thực và rất giỏi chuyên môn trong quá trình mua thứ ba là thiết lập các cái nguyên tắc và kỹ thuật mua hàng chuyên nghiệp thứ tư là thiết lập chiến lược mối quan hệ bền vững với nhà cung cấp thứ năm là cách thức lựa chọn đánh giá và khích lệ nhà cung cấp thứ sáu cải tiến chất lượng trong mua hàng và thứ bảy rất tuyệt vời các bạn nhé là kỹ thuật phân tích và giảm chi phí mua hàng thứ 8 là kiểm soát hàng tồn kho để giảm lãng phí và thứ 9 là kỹ thuật đàm phán mua hàng win win thưa các bạn chương trình đào tạo diễn ra vào ngày thứ bảy 28 tháng 5 qua dung từ 8 giờ sáng đến 18 giờ tối các bạn nhé. Kinh phí đào tạo một người học là 3 triệu đồng một người. Riêng tuần này tôi hỗ trợ đặc biệt với các bạn chỉ còn có 2 triệu đồng một người mà thôi. Vậy các bạn hãy nhanh tay đăng ký theo đường link kèm theo để chúng ta xây dựng phát triển được nhân viên mua hàng thực chiến, biết cách giảm chi phí mua hàng và kiểm soát tốt nhà cung cấp. Chúc các bạn thành công, thành công và phát triển.